Xin chào mọi người nhá. Mọi người hay nói là mình chưa có máy quay phim để quay đúng không? Bây giờ mình sẽ đi mua máy quay phim cho mọi người xem nhá. Theo mình, đây là Tokyo Camera. Xin mời. Hello em gái. Hello anh. Hôm nay anh đến mua gì đây? Anh đang đến để tìm hiểu một cái action cam đây để làm vlog ấy, các kiểu. Vlog. Hay là tiện đường công tác thì em tư vấn cho anh xíu. Chuẩn luôn. Em thì nghiên cứu rồi, hôm nay đến là để chốt đơn thôi. Anh thì cũng nghiên cứu rồi mà không ra. Nghiên cứu kỹ rồi cuối cùng là lộn hết tung phèo cả lên. Thế thì để em tư vấn một con. Bây giờ em cho anh một chiếc nào đấy mà nó ưu hiện việc và nó phù hợp với anh. Được, có một con mà em trải nghiệm kỹ rồi. Hôm nay đến là hai anh em mình cùng chốt. Anh đang thấy cái con này nó gập nó cũng hay đây này. Con này thì đời mới, ngon, 8K. Đấy thì có nhưng okay mà bây giờ Insta 360 có một con đời mới hơn, cũng 8K. Ok. Thì em giới thiệu anh nhá. Chắc anh dùng action cam rồi thì chắc là mình quen với mấy cái con quay bình thường đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì bọn em người trẻ chơi cam 360 độ. Em thì là dùng con này rất okay là lâu rồi. Dùng con này ưu việt cái gì nào? Năm. Con này là cam 360 độ, tức là anh quay toàn cảnh trước sau, trên dưới, trái phải. Rồi, shot một lần, đấy. Mình có thể là dựng đằng này, chính xác. Dựng toàn cảnh. Okay. Nhưng mà em thì không khuyến khích là lấy con này. Hả? Con này đang, có một con em mới đang hơn. Dùng mà em lại không khuyến khích thì người nó nào? Người thì có một con mới hơn mà em vừa mới trải nghiệm xong. Ok, được. Mới con hơn, này mới hơn, ngon hơn. Ngon hơn, mới được. Hơn và khác hơn. Cũng mặn hơn đúng không? Đắt hơn đúng không? Nói chung là anh em mình phải xem là nó mang lại những cái gì đã. Ok, thế thì mời anh nhìn lên trên. Rồi, con okay này là con em trải nghiệm rồi. Wow, sao nó cứ giống giống nhỉ? Nó phiên bản sau đúng không? Nó là ok, con X3 cộng 1 chỉ số. Rồi, cộng 1 chỉ số. Ok, con X3, con X4. Thế thì chắc chắn là ưu việt hơn rồi. Thế thì cũng đắt hơn là cái chắc rồi. Nhưng mà nó ưu việt hơn thì cũng ok. Thì xin phép cửa hàng là mình sẽ bóc một con để giới thiệu với anh Hùng Lâm. Được bóc không? Bóc phải mua đấy. Chắc chắn anh mua. Chắc chắn anh mua, em tự tin đấy cơ à? Ok. Nếu mà anh không thích là anh trả lại nhé, tại em ấy nhá. Ok. Anh được. Không lấy thì em lấy. Ok duyệt, thế thì xử thôi, sợ gì. Thế thì cho anh bóc nhá. Ok. Ok. Rồi, đây nhá mọi người nhá. Ăn bóc thôi, mình thích nhất cái cảm giác này. Tra tra tra. Cầm nó đầm đầm như thế này em ạ. Nhưng mà mày trông nó cũng khác đúng không anh? Khá đấy. Nhìn trông nuột nhỉ. Đây này, đây là nó khi chưa lắp và đây là nó khi lắp rồi. Nó là nhìn chưa lắp thì ưng hơn. Nhưng mà lắp rồi thì an toàn hơn. An toàn hơn. Cái gì mà cũng có bảo vệ nó cũng phải hơn chứ nhỉ mọi người nhỉ? An toàn nhá mọi người. Đúng rồi, phải có biện pháp an toàn. Đó. Nào. Ok, đây nhá, cái con là anh em mình vừa bóc. Dự tính là của anh. Rồi. Đây là con này là của em. Trông to hơn hẳn. Lâu rồi. Trông cứng cáp hơn hẳn. Thì là nó con này thì nó nhỉnh hơn. Thứ nhất là về kích cỡ, thứ hai là màn hình. Màn hình con này của em có 2,2 mấy inch thôi. Con này 2 inch rưỡi. Nó to hơn mà sao em thích? To hơn. Anh biết ngay mà. Đúng mọi người. Đấy, dày hơn. Dày hơn ok. Chiều dài cũng hơn. Dài cũng hơn, to hơn lại còn dài hơn. Nói chung là mắt của nó thì cũng hơn. Thêm nữa thì bởi vì cái gì cũng to hơn thì năng lượng phải nhiều hơn. Pin nhiều hơn à mở cái pin, này đúng không? Pin của nó cũng đây. Thế là dùng được bao nhiêu lâu hả em? Con của em thì phải gần tiếng rưỡi. Con này thì lâu hơn, con này phải hơn tiếng rưỡi. Bây giờ anh mở máy lên nhá, mở máy bấm bên này. Đây. Mở máy lên thì mới thấy khác biệt. Còn nói chung là ngoại hình thì nó là tương đối thôi. Anh em mình phải trải nghiệm. Rồi, cái gì cũng phải trải nghiệm. Đây là đang đây, máy anh ấy lên rồi nhưng mà máy mình vẫn chưa lên. Tốc độ. Tức là nó sẽ có một chút chênh lệch vài giây về okay cái tốc độ khởi động. Con này góc rộng nhỉ? Đấy. Không phải góc rộng mà là anh nhìn 360 độ cơ mà. 360 luôn đấy. Đấy. Đấy thì anh có thể thấy được toàn cảnh này. Toàn cảnh luôn. Đây toàn cảnh xung quanh. Và thêm một cái mới. Đây, bấm vào mục này. Đấy, con đấy thì là quay 8K. Nói thật là chỉ đấy, nhìn qua thôi thì anh thấy cái rồi. Chất lượng hiển thị màn hình nó đã khác rồi. 8K 30 frame luôn mọi người ạ. Đây, chất lượng màn hình nó đã khá là khác rồi. Nhìn dã man thật. Đấy, thêm nữa nhá.
Cái con này ấy, anh không chỉ dùng để anh đi quay đâu. Mà chụp ảnh thì con này độc đáo cực. Như nào? Anh chưa biết đâu em. Tức là mình thường mình quay ở 360 độ đúng không? Nhưng con này chụp ảnh cũng 360 độ luôn. Phiên bản này khác với phiên bản của em là nó có tích hợp cử chỉ tay. Cử chỉ tay luôn. À giống đấy, kiểu chụp luôn. Ồ, hay đấy. Nếu mà thế thì cũng được. Ví dụ mình để ở xa còn nó có nhận không? Nhận. Mình để đây, ở kiểu trong trường hợp mà chơi con này này, anh em mình gắn gậy. Gậy này thì chưa phải dài nhất. Gậy 3 mét cơ. Đây là gậy khoảng 1 mét mấy đấy. Ví dụ anh em mình ngồi đây giơ tay. Sao nó không nhận? Không ạ, bởi vì nó không vuông góc. Bởi vì nó không vuông góc đấy anh các bạn. Đấy. Nó nhận ra mặt mình là đang nhìn về nó. Rồi, hiểu rồi. Đấy. Đấy thì nhưng mà đang ở chế độ này. Mà giơ 5. À đây. À chuyển sang là ghi hình luôn. Đấy, tức là mình sẽ không phải có cái thao tác là chuyển từ chụp ảnh sang quay phim nữa. Mà mình chỉ cần giơ cái V và đang ở chế độ quay thì mình giơ 2 thì nó lại chuyển chế độ sang chụp ảnh. Thì đấy là một cái mà em rất là thích. Đấy, đại khái là anh em mình đã mua con này rồi thì còn phải thêm phụ kiện. Nó gồm những phụ kiện gì? Con này thì với nhu cầu của em nhá, thì là sẽ có một cái bộ kiểu kiểu gắn xe này. Kiểu gắn xe này. Gắn xe máy. Nhưng mà bộ của không? Em thì nó còn hầm hố hơn một tí. Ồ, đâu bộ của em đâu, cho anh xem nào. Nếu mà thế thì anh phải lấy bộ giống em chứ. Nhưng mà hôm nay lại đi bộ đến đây. Ôi giời, ai lại thế. Đấy, thì ngoài ra là anh bộ cần thêm một cái gậy dài. Cái gậy nhưng này mà em nghĩ là cần. Cái gậy tầm 114cm này là vừa. Tức là mình sẽ vẫn kiểm soát được cái gậy của mình. Và mình vẫn có được cái góc quay cao. Cái bên này cạnh đấy thì em còn hay đi qua ngoài đường chụp ảnh ý nên em... Em đeo lên đầu cái à? Này. Cái này hay để... mà. Cái này có đeo được lên mũ bảo hiểm không? Không, cái này đeo cổ. À, đeo cổ. Để mình có những cái cảnh POV ý. Cảnh POV mà. Thì kiểu... cái đấy chắc chắn là cần. Kiểu mà sẽ có cái lúc mà... Bởi vì đây là lần đầu anh dùng cam 360 ấy. Sẽ có lúc anh hỏi là thế anh muốn quay bình thường như mấy cái cam của anh thì quay như nào? Phẳng phẳng như kiểu điện thoại ấy. Thì mình đeo cái này này. Xong con này nó cũng có chế độ lens đơn. Tức là anh lấy một cái lens phía trước thôi, mình không lấy cái lens phía sau nữa. Thì mình quay như là những cái anh sẽ ra bình thường, như là điện thoại, như là máy đúng ảnh rồi, như bình thường. Đấy, nói chung là mua một thì được hai, còn bao giờ không thích dùng hai thì dùng một. Ngoài cái đấy, nói chung là mình biết quay rồi, mình biết chụp ảnh rồi. Thì còn cái bước sửa nữa là rất nhiều người sợ. Bước đấy quan trọng nha, edit bởi video. Vì video 360 mà không biết cách dựng thì hơi phí ấy. Đúng rồi, bởi vì nhiều người ngại nhưng mà thực tế thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là nó có app rồi. Thứ hai là nó tích hợp AI nữa. Dựng trên điện thoại được luôn được không? Được. Thế mà thì okay đấy. Cái bây giờ từ cái đời máy của em thì chúng ta có thể export được 4K ngay trên điện thoại chứ không phải là dùng máy tính nữa. Nói chung là dùng máy tính thì anh có thể xem màn to hơn. Khủng khiếp thật nhưng đấy. Mà trên điện thoại thì nó vẫn rất là ok. Ngày xưa nhá, bọn anh mà quay xong ấy, quay 4K xong các thứ về bắt đầu phải máy tính to, máy tính nhỏ. Đổ file đổ viết ra dựng nó nặng nề lắm mọi người ạ. À đây cái app này thì mình còn tức là mình điều khiển trên cái màn hình của mình được luôn. Nhưng mà nói thật là bởi vì bấm một phát anh quay toàn cảnh ấy nên là mình cũng chẳng cần. Chẳng cần đúng không? Đấy. Thì trong này nhá, đây có ảnh anh em mình luôn này. Kiểu gì cũng có mình. Đấy. Bởi vì nó chụp quay thế nào hết thì cũng có mình. Và bên cạnh đấy thì này, đây quay video thì anh chỉnh sửa trên này được luôn. Đó, mình có thể chỉnh sửa được luôn. Thậm chí là chỉnh sửa bằng AI. Cái này thì là em phải dùng cái gậy tích hợp thì có những cái cảnh như thế. Nói chung là mình có phụ kiện. Mình phải thử. Tóm lại là vẫn phải có phụ kiện. Đấy. Chứ một mình cái máy này thì nó sẽ không làm hết được tính năng của nó đâu. Chính xác. Với lại em bảo mọi người rồi, chơi mấy cái này là không tiếp phụ kiện. Bởi vì dùng với cái con này xong mình lại dùng với con khác. Em là dùng với tất cả các thể loại luôn. Đúng rồi, cái gậy này thì quá đa năng. Đây là ảnh chụp buổi tối của con này. Anh nhìn thấy nó chất lượng đúng không? Nó sáng màn hình lên. Rồi, xem nào. Đây là ảnh chụp buổi tối này. Chụp buổi tối luôn đây. Đây. Đó, ok phết. Và ảnh sáng của nó rất là ổn. Và mình sẽ lấy được toàn không cảnh. Không ngon lắm, được. Rất là ngon. Ôi buổi tối thiếu sáng như thế này mà như bọn anh làm là rất được rồi. Rất được rồi. Phát sóng là cho anh em xem bét nhè rồi. Bình thường ý, mọi người hỏi em là kiểu mua cam 360 thì ngon không? Em bảo là ngon thì cũng tùy nhu cầu. Nhưng mà vấn đề là chơi cam thường thì chắc chắn là nó chất lượng rồi. Nhưng mà chơi thú vị thì phải chơi cam 360. Đấy, thì em thấy anh chơi cam bình thường thì
chuyên nghiệp rồi nên là anh phải chơi thử cái cam này. Thì anh sẽ thử xem, anh sẽ thử xem là cái cam 360 này như thế nào. Anh nghĩ là sẽ mất thêm một thời gian để mình tìm hiểu cũng như là trải nghiệm nó. Để bởi vì nếu mà để mà dùng cái này ấy, dùng bình thường ấy, thì anh nghĩ ai cũng dùng được ngay. Nhưng mà để biến nó thành một cái gì đấy nó hay và nó cá tính ấy, thì anh nghĩ là phải dành thời gian thêm cho nó. Em có nhiều video hướng dẫn sử dụng lắm, anh phải lên kênh của em nhá, kẻ xê dịch nhá. Kẻ xê dịch nhá mọi người nhá, lên kẻ xê dịch luôn. Đó thì hướng dẫn sử dụng này. Đồng ý. Review so sánh này, okay. Nói chung là em chuyên action cam nhá. Được, ok luôn. Ban nãy giới thiệu cho anh cái này. Cái nào? Cái len này tháo được. Nhưng mà ban nãy thì chưa tháo cho anh xem. Ok, cái này là bảo vệ đúng không? Khi nào mà mình muốn có một cái chất lượng tốt nhất thì mình sẽ không dùng cái len này. Nhưng mà nói thật là dùng cam 360 độ thì cái này không thể thiếu. Xước phát thì tiếc lắm. Và em thì có dự định là con này thì là được tặng kèm. Như máy của em là em phải mua rời nhá. Ok. Như con này được tặng kèm cái này, tặng kèm một cái túi đựng. Và những cái này em phải mua rời ở cái đời trước. Thì em có dự định là mua cái này rồi ý. Thì chắc là em sẽ nâng cấp lên cái con len premium. Tức là nó có hai loại. Đây là loại được tặng kèm. Nó rất là mỏng rồi, nó rất là trong rồi. Trong hơn. Nhưng premium em nghĩ là nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà em đang xem giá con đấy thì nó sẽ tầm mấy trăm. Thì cũng đáng cân nhắc. Ok, đáng đầu tư. Nhưng chứ. Mà nó sẽ bảo vệ rất là tốt. Bởi vì cam 360 chung là nó cũng sẽ lùi thế này. Gì nữa? Nghe nói anh em mình mua cái này. Ừ. Sắp tới có thêm chương trình được tặng một cái này với giá không đồng. Mua một tặng một á? Ủa vậy hả? 100 người đầu tiên. Anh em mình chắc là những người đầu tiên rồi. Trong 100 người đầu tiên sẽ có cơ hội là bốc thăm. À bốc thăm à? Thì anh em mình top đầu. Em có cái lá thăm là mà nó kiểu đánh dấu anh biết em. Anh em tím cho anh tí. Anh em mình là top đầu. Em cũng là người được bốc ấy. Ok. Thì mọi người biết đâu bốc chúng em. Hợp lý, được. Nhỡ đâu chúng cả anh nữa thì sao? Đấy, thế là anh em mình mà chốt sớm thì mình kiểu chắc là tỷ lệ cao hơn đúng không mọi người? Ok, thế mọi người nhá. Bốc thăm mua một được một luôn, okay. Tổng được hai, quá ngon luôn. Đấy, thì con này thế cuối cùng là chốt hạ là giá bao nhiêu nhỉ? Insta 360X4 mười mấy thì cái này anh hỏi cửa hàng đi em. Em đã phải đến nơi tư vấn rồi anh. Anh hỏi cửa hàng sợ cửa hàng lại tặng anh thì anh ngại lắm. Anh muốn em hỏi hoặc ai hỏi để hộ anh. Thế tí nữa anh em mình ra. Thế tí nữa ra hỏi. Ghi nhá. Ok, Insta 360X4 nha. Trong thời gian tới thì mình sẽ cầm cái này đi để nghịch ngợm thử, làm việc thử xem nó như thế nào. Mọi người nhớ theo dõi kênh của mình nhá, Hùng Lâm 24. Đó.